tục là đoạn camera ghi lại vụ cướp táo tợn xảy ra trên đường Trần Duy Tân, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Dù trên đường có rất đông người qua lại, kẻ gian vẫn áp sát cướp giật chiếc điện thoại trên tay của cô gái rồi tẩu thoát. Mời quý vị theo dõi và hết sức cảnh giác. Đoạn clip ghi lại một cô gái ngồi bán hàng trước cửa tiệm trên đường Tống Duy Tân. Lúc này nam thanh niên chạy xe máy ngang qua, áp sát giật phân chiếc điện thoại trên tay nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Chị này hô quán chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp.